Luật sư Tường đã bất hợp tác với chánh quyền Thiệu. Con trai ông ta tên là Tạo, di tản năm 75. Điện đài Tạo mang từ Thái Lan về. Còn đây là lời khai của tên Tạo. Địa điểm xuất phát đầu tiên của các anh ở đâu? Dạ thưa, trên đất Thái Lan. Mục đích chuyến đột nhập, thưa, tôi hoàn toàn không được biết ạ. Họ chỉ giao cho tôi nhiệm vụ nhận điện và đánh điện đi. Còn cụ thể thì chỉ có nhóm trưởng mới nắm được. Anh đã đánh điện về trung tâm chưa? Dạ, đã. Nội dung? Tôi báo tin nhóm chúng tôi đã vào bờ an toàn. Tôi xin đặt vấn đề. Tại sao nhóm biệt kích đột nhập lần này lại không muốn xóa sạch dấu vết và đầu thú ngay khi mới vừa đặt chân lên đất liền? Đó, các đồng chí suy nghĩ kỹ coi. Tôi hiểu ý anh. Có thể chúng ném cho ta một con chim sẻ để ta vồ lấy. Trong khi đó thì con quạ sẽ sà vào sau lưng ta. Đúng, nhóm của tên Tạo có thể là những con chốt thí. Anh ngồi đây nha, tôi vào trong kiểm lại hàng.
Chúc mừng K-37 đã hoàn thành sứ mạng quan trọng. Nào, chúc tình đoàn kết giữa các chiến hữu đời đời bất diệt. Xe cán trên sao? Trời, dễ sợ quá ha. Mà sao chưa thấy thân nhân họ lại vậy kìa? Không thấy người lái xe đâu hết. Lái xe sợ ở tù, nó tổ di thượng sách mà nè. Quá đi. Đẹp trai nữa chứ. Tướng đẹp trai cao. Xe bỏ chạy luôn. Trời, chưa biết có phải. Ghê quá. Chuyện tra phó công an quận đây mà. Thôi, đưa lên bệnh viện. Chở đi, xin lô đi. Ê, kêu xin lô. Công an đây rồi. Anh chở chị này đi bệnh viện. Tôi không sao đâu. Thôi, cảm ơn anh. Tôi không việc gì đâu. Không có gì. Cần ấy thì kêu xin lô. Xin vô đi bà con ơi. Để cho công an giải quyết đi. Xin vô đi. Né chỗ này ra một chút nào. À, cậu này là con quận phó công an. Vậy à? Cái cô này giống nữ minh tinh quá. Nữ tài tử Sine ha. Đúng rồi, đúng là cậu này con quận phó. Mời chị lên xe, tôi đưa đi bệnh viện. Không sao đâu anh, tôi chỉ đau chút xíu thôi hả? Hay là tôi đưa chị về nhà? Chị ở đường nào? Hay chị có công chuyện ở đâu? Tôi đưa chị đi nha. Sao chị lắc đầu hoài vậy? Tôi đang khát nước mà. Hay quá. Tôi cũng đang khát đi. Mời chị. Cậu nào đụng xe đến Minh? Dạ, cậu Thành. Con trai chỉ huy phó công an quận đó. Con Trung tá Điệp hả? Dạ. Trời, nó màu lớn quá tôi nhận không ra. Anh Minh có nhận định gì về vụ tai nạn giao thông này không? Theo đội trưởng đội điều tra tai nạn giao thông cho biết,
thì trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Sơ bộ khám nghiệm vết thương có thể kết luận anh ta bị một chiếc xe tải cán. Tai nạn giao thông xảy ra gần nhà Trung tá Điệp. Xe gây án bỏ chạy. Còn bộ lái xe không có nể nang gì vì chỉ huy phó công an quận. Mời chị. Mời anh. Xin lỗi chị nha. Chị thứ mấy? Dạ, anh cứ gọi tôi là Thảo. Ngô Thạch Thảo. Tự theo ạ. Thế còn anh? Tôi là Thành. Lê Thành. Công nhân hả? Thưa không, còn đến trường. À, thì ra là sinh viên. Luật hả? Tôi theo y khoa. À, ông bác sĩ tương lai. Thú thật, hồi nãy chị làm tôi hết hồn. Lỡ ra có chuyện gì thì... Không sao đâu anh. Thảo bị yếu tim. Khi va chạm mạnh, bị ngất xỉu như vậy là chuyện bình thường. May mắn bây giờ lại được gặp ông bác sĩ tương lai. À, anh Thành năm nay được bao nhiêu tuổi? Đúng ngày 1 tháng 10 tới, tôi vừa tròn 22. Chà, anh kém tôi những 8 tuổi. Trời ơi, chị 30 mà sao trông chị vẫn còn trẻ quá vậy? Chị được mấy cháu rồi? Anh ấy đang công tác ở đâu? Cảm ơn anh. Chúng tôi được một cháu trai. Hiện nay đã về quê với ngoại. Khi cháu lên 2 thì nhà tôi hy sinh ở Campuchia rồi anh. Xin lỗi, tôi vô tình đã làm cho chị buồn. Không sao đâu anh. Tôi luôn luôn gặp toàn là những điều bất hạnh. Nếu chị cho phép, tôi sẵn sàng giúp đỡ chị. Thảo ngại lắm. Nhưng có phiền gì cho anh không vậy? Hoàn toàn không. Vậy là thế nào? Mà em sợ gì? Em sợ cho anh thôi. Công an họ mép ba anh, phiền phức lắm. Tưởng gì. Em cứ yên tâm đi. Anh quen hết công an các tỉnh mà. Bạn bè cả. Họ mép với ông già để làm gì? Xạo quay à. Nhưng có chuyện gì thì... Thì anh sẽ... Anh sẽ sao? Sẽ nhận. Nhận gì? Nhận em là vợ chưa cưới của anh, được không? Xạo nghe. Chào nha. Đó, em thấy chưa? Dạ, em thấy rồi. Thưởng đi. Thưởng gì?
mắc cỡ chết. Chị sai hơn một chút nha. Hôm nay em làm ca chiều, anh cho em về sớm một chút được không? Được chứ. Cô Trâm nè, trên đường về cô chuyển giùm tôi bức tượng nhỏ này cho bà Tường Lan, chủ tiệm theo Hoa Tiên. Dạ, em về nha. Chào chị, anh Trần Lương gửi chị. Cảm ơn em nha, em về. Anh Minh à, bên phòng kỹ thuật nghiệp vụ vừa cho biết gần đây có xuất hiện một làn sóng lạ phát đi từ khu vực ngoại thành phía Bắc. Mật mã và thời gian liên lạc khác với đài của tên Tàu, cả tọa độ cũng luôn thay đổi. Sẽ hết sức sai lầm nếu chúng ta cứ lần theo nhóm của Tàu để mong phát hiện ra những âm mưu lớn hơn của chúng. Chào các cậu. Dạ, chào thủ trưởng. Đồng chí giám đốc gửi quà cho các cậu đây. Thay mặt anh chị em, cảm ơn ban giám đốc.
về vụ AN82 có thêm tin tức gì mới không? Báo cáo anh, vẫn chưa khẳng định được mục đích chính của chúng. Trong khi đó thì nhóm của Tạo vẫn cứ án binh bất động như trước. Phòng cảnh sát hình sự vừa chuyển cho ta hồ sơ về vụ tai nạn giao thông hôm nọ. Đã tìm ra chiếc xe gây án à? Dạ. Anh lái xe đã được mời về đội điều tra tai nạn giao thông. Nhưng anh ta thề thốt là bị quan. Vì đêm hôm đó, xe của anh vẫn không rời chỗ đậu. Mãi sau anh ấy mới nhớ là đêm hôm đó, được cô con gái bà Tường Lan, chủ tiệm thêu Hoa Tiên mời đến nhà uống rượu. Vì quá say, anh ngủ luôn lại nhà bà ta đến sáng mới về. Bà Tường Lan thì thế nào? Mấy năm trước, bà này có dính dáng đến một số văn nghệ sĩ phản động. Còn đây là kết luận của pháp y. Nạn nhân đã chết trước khi bị xe cán. Qua hồ sơ lưu trữ của địch để lại trong tàng thư căn cước, thì nạn nhân tên là Huỳnh Xanh, nguyên là biệt kích ngụy, đã trốn ra nước ngoài sau 30 tháng 4 75. Bà chú tìm theo Hoa Tiên là một đầu mối mà chúng ta phải quan tâm. Mặt khác, cần rà soát lại quan hệ của các nhen nhóm phản động mà ta đã nắm được. Bọn hải ngoại trở về, dù sớm hay muộn, cũng phải bắt liên lạc với các nhen nhóm phản động ở trong nước. Vụ án đang mở rộng, đề nghị ban giám đốc cho phép chúng tôi tiếp tục theo phương án cũ. Đồng ý. Cần để cho chúng trồi lên hết mặt nước. Phải bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng. Đừng để cho anh chị em nôn nóng, làm ẩu, hỏng việc đấy. Rõ. Giải phóng, em thấy chị Dạ Năng yêu nhau lắm, em mừng. Nhưng sao giải phóng chị đi đâu mất tiêu à? Trước giải phóng tình hình lộn xộn, chị về dưới quê ở tận Vĩnh Bình lận. Vậy mà em cứ tưởng chị theo người ta di tản ra nước ngoài. Bậy.
Trâm nè, anh An giờ sao rồi? Chị biết không, sau ngày giải phóng, anh An ra trình diện ngay. Tuy là đại úy không quân, anh ấy là kỹ sư thuộc loại giỏi, nên sau khi đi học tập, một năm thì được về. Bây giờ thì đang làm việc cho chính quyền cách mạng. Anh An vẫn chưa lập gia đình. Anh thường viết thư về cho em, giỏi thăm chị luôn à. Chuyện đã qua rồi. À, Trâm à, vừa rồi em đến tiệm thêu Hoa Tiên làm gì vậy? Một nhà điêu khắc. Nhà em chuyển hộ bức tượng cho bà Tường Lan, chủ tiệm thêu đó mà. Nhà điêu khắc nào? Anh Trần Lương, bạn của anh An đó. À, em là phục vụ viên ở cửa hàng ăn uống quận. Thỉnh thoảng em làm mẫu đinh lương nặng tượng, kiếm thêm chút đỉnh. Thế càng tốt chứ sao. Bây giờ chị cũng vùi đầu vào khung thêu đó. À, chị làm thợ thêu hả? Vậy thì về đây ở với em cho vui nha. Ờ, chuyện đó để chị tính sau nghe. Trâm à, sau khi xong việc ở nhà anh Trần Lương, em nhớ ghé qua tiệm thêu Hoa Tiên hỏi xem có mẫu thêu con rồng vàng chín khúc hay không nha. Chị cần lắm à? Rất cần. Sao hôm nay đến sớm vậy? Hôm nay có việc, em định làm sớm về sớm. Chuyện gì vậy? Bộ hẹn hả? Đâu có, có người nhà mua mẫu thêu ở tiệm Hoa Tiên. Vậy hả? Thôi được, cô vô chuẩn bị đi. Làm sớm về sớm mà. Dạ. Có chuyện đột xuất, điện thoại vừa gọi, anh phải đi họp hội mỹ thuật. Ủa, sao báo bất tử vậy? Chắc là cái vụ triển lãm sắp tới. Thu Trâm nè. Dạ. Em cầm tạm số tiền này về xài đỡ nha. Lần sau. Dạ, cảm ơn anh. Có gì. À, nếu có đến tiệm thêu Hoa Tiên cho anh gửi lời hỏi thăm bà Tường Lan nha. Dạ. Hai người chỉ gặp riêng ở quầy hàng. Nhưng lần này, bà Tường Lan để cô Trâm đưa xe vào trong và tiếp chuyện riêng ở trong đó. Ý cậu thế nào? Tường Lan là đối tượng nằm trong vụ án chúng ta đang làm. Nay lại sử dụng chiếc xe cán chết người để gây hiện trường giả. Vì vậy, mối quan hệ giữa Thu Trâm và bà Tường Lan phải có cái gì không bình thường. Nếu đây là một quan hệ khách hàng bình thường thì sao? Bình thường sao được? Này nhá, anh cô ta là đại quý không quân ngụy. Còn bản thân cô ta lại quan hệ mật thiết với các nhà thờ Thiên Chúa Giáo.
Bây giờ ngoài công việc đi bán hàng giải khát cho quận, thỉnh thoảng lại đi làm mẫu nặng tượng để kiếm thêm tiền tiêu xài. Như vậy, nếu bọn phản động tung thật nhiều tiền ra để bắt cô ta làm một điều gì đó, thì cô ta tự nguyện làm quá đi chứ, vui vẻ nữa là khác. Theo tôi, kết luận như vậy là hơi sớm. Anh ruột cô Trâm hiện đang phục vụ cho ta, chẳng có khuyết điểm gì hết. Việc quan hệ với nhà thờ là bổn phận của một giáo dân kính Chúa và yêu nước. Còn làm thêm để bảo đảm cuộc sống thì hiện nay ai chẳng làm, miễn là đừng bất chính. Hơn nữa, việc liên hệ với bà Tường Lan, theo tôi cần tiếp tục theo dõi thêm trước khi có kết luận chính xác. Con rồng đẹp quá. Cũng không xấu lắm. Có gì thì nói đi. Cả hai người ba muốn gặp ông. Làm gì? Nhiệm vụ của đặc phái viên làm gì thì ông biết. Không được đâu. Tại sao? Chưa có lệnh của anh N1, nhưng có lệnh của C1. Hải ngoại làm sao biết được hết tình hình nội địa? Vì vậy mà phải cử người về gặp để kiểm tra và bổ sung các mặt. Theo tôi được biết thì súng đạn và tiền của Bắc Kinh đã chuyển về các mặt cứ rồi. Chúng ta sắp làm ăn to. Thôi được, tôi sẽ trình lại anh N1 và báo ngày giờ, địa điểm gặp qua hòm thư chết. Trâm à. Dạ. Có bao giờ em nghĩ rằng chị đã có con với anh An không? Ý, chị nói thiệt hay nói chơi đó? Nói thiệt 100% đó. Chị, vậy ngày mai em phải viết thư báo cho Nan biết để anh ấy mừng. Thế mà chị cứ giấu em hoài. Vậy bây giờ cháu ở đâu rồi? Cháu ở rất xa. Xa? Tận đâu? Nước ngoài. Ừ. Không, chị gửi cháu đi trước với người ta. Chị lên đây là để tìm em với anh An, để đưa cả hai người đi tìm một cuộc sống sung sướng ở nơi khác. Chứ sống ở đây thì... Em nên nhớ rằng chị không sống thiếu anh An được. Vậy thì chị cứ ở lại đây với anh An. Thế cùng cháu. Kìa, chị hứa là chị ngủ lại đây với em cơ mà. Mai chị bận đi công chuyện sớm. Thật thảo, thờ theo. Không, không thấy được. Ừ.
Vừa rồi tôi đã trình bày với các đồng chí âm mưu của địch ở biên giới phía Bắc. Âm mưu đánh chiếm ba bản của Lào. Âm mưu gây căng thẳng ở biên giới Campuchia, Thái Lan. Cùng vụ đột nhập trước đây của tên Võ Đại. Và những con chốt thí hiện nay. Chúng định hà hơi tiếp sức cho bọn phản động nội địa để thực hiện một mưu đồ thâm độc. Báo cáo thượng tá, chắc chúng định gây một vụ bạo loạn. Không, lớn hơn kìa. Một âm mưu lật đổ chính quyền. Lãnh đạo của bộ cũng như Tổng cục An ninh rất quan tâm tới diễn biến của vụ án này và đã có ý kiến chỉ đạo. Bây giờ các đồng chí cho biết thêm tình hình mới. Báo cáo thượng tá, ta đã giải mã những bức điện chúng đánh từ tọa độ rách 12. Biết được nội dung, chúng báo cáo về trung tâm chỉ huy ở nước ngoài những tin tức về các nhen nhóm phản động trong nước. Báo cáo thượng tá, cơ sở của ta trong nhóm phản động Đội Lốt Công giáo vừa cho biết bọn này đang gia tăng những hoạt động nhằm móc nối với một số sĩ quan quân đội của chính quyền cũ để đưa vào tổ chức của chúng. Alo. Vâng. Vâng, tôi sẽ sang. Thiếu tá Hoàng Minh có ý kiến gì nữa không? Thu Trâm là một quần chúng trong tập thể cộng đồng công giáo kính Chúa yêu nước. Cô đã cung cấp cho chúng ta nhiều nguồn tin giúp chúng ta khẳng định tên đặc phái viên của chúng là... Thạch Thảo, tức Trần Thị Bích Dân, người yêu của An, anh ruột Thu Trâm. Ban giám đốc nhất trí về nhận định của đồng chí. Chúng ta tiếp tục tiến hành phương án 2. Chú hỏi khung cháu à? Cháu lầm rồi. Cháu xem chú mời cháu đến nhà riêng mà. Hút thuốc đi. Cháu không hút. Thôi, xin phép chú cháu về. Khoan đã. Chú muốn nhờ cháu một việc. Cháu ngồi xuống đi. Cháu xem có quen người nào trong tập ảnh này không? Cháu chẳng biết ai cả. Lạ thật. Vậy mà người ta nói là cháu hay chở một cô gái đẹp đi chơi khắp nơi. Họ nói bậy đó, chú đừng tin. Chú tin cháu chứ. Nhưng cháu lại không tin chú. Cháu thấy bức ảnh này thế nào? Nhưng đây là chuyện riêng của cháu. Cháu lớn rồi, không ai cấm cháu yêu cả. Ngay ba cháu cũng không cấm được cháu mà. Cháu đâu. Nhưng ở đây người ta lợi dụng sự đam mê của cháu để làm việc xấu, có hại cho an ninh tổ quốc. Chú lại đau to búa lớn với cháu rồi. Người ta bảo nghề của cháu nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Còn nghề của chú nhìn đâu cũng thấy gián điệp phản động. Nhưng có quan đâu. Vậy cô ấy đã làm gì, thưa chú? Làm gì à? Đây, cháu thử nhìn xem, hai cô chụp trong ảnh này có giống nhau không?
trời. Thật không ngờ. Cháu nhớ xem, cháu có đưa Thạch Thảo đến những nơi này không? Dạ, có. Cháu có tới chỗ bờ biển này, cả đây nữa. Cháu còn nhớ cái vụ mà cháu đụng xe gắn máy vào cô ấy không? Đó là một sự cố tình sắp xếp của cô ấy. Người ta cố tình bắt bồ với con trai phó quận công an để được che chở mà. Dạ thưa chú, bây giờ cháu phải làm sao ạ? Chú sẽ tự biết phải làm sao. Đó là nhiệm vụ của tập thể cơ quan. Chú chỉ khuyên cháu một điều, là không nên vội vàng đánh giá con người bằng cái vỏ bên ngoài. Phải cảnh giác, luôn luôn cảnh giác. Con tìm ai? Dạ thưa cha, có người nhờ con chuyển cho cha Thanh một bức thơ. Con cần gặp riêng cha Thanh. Mời con đi theo cha. Dạ. Khu nhà dòng này khá rộng và kín đáo quá. Nhưng ở đây có rất ít người cùng chí hướng. Chào cha. Chào bà. Chào ông. Mang nước lên phòng tôi. Dạ. Ừ. Dạ thưa cha, có người nhờ con chuyển lời hỏi thăm cha và chúc cha bình an. Xin cảm ơn. Tôi luôn khỏe mạnh. Dạ. Có người gửi cho cha cái này. Chào K23. Chào N12. Vào đi. Xin mời. Mời ông. Ông Từ là người thế nào thưa ông? Một con chiên tốt của Chúa, rất ngoan đạo, lầm lì, chăm chỉ và biết phục tùng. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi đã được bà Tường Lan bí mật báo cho biết về bà, bây giờ mới gặp. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc được chứ thưa ông? Vâng, bây giờ thì được. Tôi là đặc phái viên của C1. Tôi cần phải biết những gì mà một đặc phái viên cần biết. Tôi hiểu. Xin mời. Ông chọn được cái vỏ bọc kín đáo quá. Mời bà theo tôi. Vâng.
Đây là phòng đặt máy in. Không có người làm mà? Có, nhưng làm ban đêm. Đây là một nhà in rất cần cho công việc sắp tới của chúng ta. Bà thấy sao? Cũng được. Xin mời bà. Là đạn. Đạn và cả súng nữa. Tất cả đều là vũ khí của năm 75. Sao năm đó thì còn có cái gì? Tôi về đây cũng vì chuyện đó. Cấp trên sẽ chuyển thêm vũ khí cho chúng ta. Toàn là của Trung Cộng mới toan. Vậy thì tốt quá. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải tập hợp các lực lượng chống cộng hiện hữu thành một sức mạnh tập trung để lật đổ chính quyền cộng sản. Ông và tôi có trách nhiệm chuẩn bị cho giờ phút đó. Ông biết ông phải làm gì chứ? Tôi hiểu. Chào thủ trưởng. À, anh Minh, tôi cũng đang đợi anh. Công việc thế nào? Báo cáo anh có nhiều sự kiện mới cho phép ta đi gần vào kết luận rồi. Cụ thể là... Đây là bức điện từ tổng hành dinh bọn chúng đánh về cho Tàu. Lại thêm một đòn đánh lạc hơn chúng ta. Tương kế tự kế, ta cứ để cho nhóm của Tàu ra đi an toàn. Bức điện cho nhóm của Tàu là một nắm nhiễu radar. Sự thật người của ta nằm trong nhan nhóm phản động đội lốt Thiên Chúa Giáo cho hay là bọn chúng đang hoạt động nhộn nhịp hẳn lên. Căn cứ vào quá trình điều tra và những nguồn tin thu thập được cùng với nội dung bức điện này, tôi cho rằng chúng đang chuẩn bị đón bọn cầm đầu ở nước ngoài về để phối hợp chỉ huy thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền ta như đồng chí đã nói. Như vậy là ta đã cho bọn chúng trồi hết lên mặt nước rồi đó. Kết quả chỉ còn tùy thuộc vào tay lưới của các đồng chí. Thôi, ta vào đi, kéo anh em chờ. Cửu Long gọi Hướng Dương, Cửu Long gọi Hướng Dương. Đàn chim đang về tổ, có một số khách lạ, có một số khách lạ. Chào quý vị. Chào. Mời quý vị an tọa. Xin giới thiệu với các chiến hữu, đây là bà Thạch Thảo, bí số K213, đặc phái viên của Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam, vừa từ hải ngoại về. Bravo. Thưa ông, trước khi giới thiệu các chiến hữu, xin ông cho biết ở đây ai là thủ lĩnh nội địa?
Thưa các chiến hữu, vị thủ lĩnh của chúng ta qua hôm thứ chết, hẹn hôm nay có mặt đông đủ, sẽ xuất hiện để trình bày kế hoạch và động viên các chiến hữu. Xin thú thật, tôi cũng chưa một lần gặp mặt anh cả của chúng ta. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Xin ông cho biết ở đây có được an toàn không? Các vị cứ yên tâm, chúng ta đang ở trong lòng đất, một nơi hết sức kín đáo, không một ai có thể xâm nhập được. Kìa, ông! Ông vô đây làm cái gì? Thôi thôi, ông đi ra làm công việc của ông đi. Hôm nay công việc của tôi là ở đây. Rất vui mừng được gặp ông. Xin trân trọng giới thiệu với các chiến hữu, đây là vị đồng chủ tịch mặt trận của chúng ta. Mời quý vị nâng ly. Xin chúc mừng ông. À, xin lỗi. Xin chúc mừng anh N1, vị thủ lĩnh nội địa của chúng tôi. Xin chúc mừng. Xin mời. Thưa các chiến hữu, hôm nay các chiến hữu mới được biết tôi, nhưng tôi thì đã biết các chiến hữu từ lâu rồi. Vậy xin được phép giới thiệu để các chiến hữu hiểu biết lẫn nhau hơn. Kia là Nguyễn Hữu Thanh, bí số N12, trung tá tâm lý chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước đây, nay lại khoác áo linh mục Thiền Chủ Giáo. Ông Thanh đã từng du học trường sĩ quan tình báo ở California. Còn đây là Trần Lương, bí số N20, một báo vụ viên xuất sắc của mặt trận. Trần Lương còn là một nghệ sĩ điêu khắc thiên tài, đã từng nổi tiếng trong thế giới tự do về những bức tượng khỏa thân. Xin phép quý vị. Thưa các chiến hữu, đặc phái viên của mặt trận vì có công vụ phải đi ngay bây giờ, xin quý vị thông cảm. Xin phép quý vị ạ. Xin phép được tiễn bà. Dạ. Xin lỗi. Xin mời quý vị tiếp tục. Xin mời. Cửu Long gọi Hương Dương, Cửu Long gọi Hương Dương, khách quý đã ra, khách quý đã ra. Trung tâm gọi Cửu Long nghe rõ trả lời. Cho bám sát khách quý, để người ở lại theo dõi khách lạ. Đồng chí Hoàng Minh, xuất phát ngay theo kế hoạch đã định. Rõ.
Xin lỗi, ông cho xem giấy tờ xe và bằng lái. Dạ đây. Giấy tờ xe và biển số xe không khớp với nhau. Dạ thưa, xe tôi người bạn không mượn, vì gấp tôi phải mượn xe của người khác, xin các ông thông cảm. Dạ mời, mời các anh hút thuốc. Cảm ơn ông, trong lúc làm nhiệm vụ chúng tôi không hút thuốc. Mời ông về cơ quan để giải quyết. Dạ thưa, dạ thưa. Quay lại, cứ quay trở lại. Khá cao tay đấy. Trung tâm gọi bà Đằng. Trung tâm gọi bà Đằng, nghe rõ trả lời. Khách đã chuyển hướng về phía nam. Đang theo sát hả? Tốt lắm. Anh Minh, cho chuẩn bị đón khách đúng điểm. Sẽ có thêm người cho anh. Cố gắng nhé. Về trung tâm, khách vẫn đi đúng hướng. Của Lê Thạch đã báo. Đó. Bạch Đằng, Bạch Đằng, khách đến. Chào cô Bích Dân, bí số K213, mật mã và kế hoạch đón C1 chúng tôi đã biết hết rồi. Trong vụ này cô cũng chỉ là nạn nhân. Cảnh Sơn tức C1 đã lợi dụng cô. Đây, cô xem.
tự tôi. Tự tôi đã đẩy đời mình vào con đường tội lỗi. Tôi đã di tản. Và rồi, Cảnh Sơn kéo tôi ra khỏi trại tị nạn Thái Lan. Những tên trùm CIA và bọn phản động quốc tế. Có những giờ phút tôi biết tủi nhục. Con đường nào khác. Tôi chấp nhận mọi sự luyện tập mà không biết rồi mình sẽ đi tới đâu. Chúng tung tôi về chính tổ quốc tôi. Tôi sẽ về, sẽ tìm lại người tôi yêu, sẽ đưa ảnh đi và tìm cách đặt ảnh vào một vị trí như chúng nó, hay cao hơn chúng nó, cướp quyền chúng nó. Nhưng tôi đã lầm lẫn tất cả, đã làm hại chính đời mình. Sau này nếu cần, cô có thể gặp lại người yêu cũ. Các ông muốn gì ở tôi? Chúng tôi yêu cầu cô đánh điện cho C1 vào. Chúng tôi chờ đợi ở cô lòng thành thật trong hành động sắp tới. Tâm gọi Cửu Long nghe rõ trả lời. Đã sẵn sàng chưa? Tốt. Bây giờ là 19 giờ. Tôi hạ lệnh xuất phát. Dậy tôi lên. Cả đã bị bắt. Dậy tôi lên. Đi. Tất cả lực lượng chúng ta phải được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Sắp tới đây, lệnh nổ súng hàng loạt để tái chiếm thành phố sẽ được ban hành. Và không phải ai khác mà chính các chiến hữu sẽ là người đi đầu trong sự nghiệp trọng đại này.
xin mời nâng ly. Tất cả đứng im, giơ tay lên. Giơ tay lên. Đại tá tình báo Diễn Quỳnh, lĩnh đâu? C1 tính thận trọng nên để tôi vào trước. Chào các chiến hữu. Nước ngoài nuôi dưỡng hòng lật đổ chánh quyền cách mạng. Kẻ thù tưởng mảnh đất này còn có chỗ cho chúng ẩn náu, hoạt động gây tội ác. Nhưng chúng đã lầm. Người dân thành phố hôm nay tin yêu chính quyền của mình. Họ luôn cảnh giác, sẵn sàng giúp đỡ những chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ.